Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay anh em chúng tôi sẽ phun thuốc cỏ các bạn nha. Phun thuốc cỏ bắp này các bạn. À, bắp đang cỏ này. Đó, bắp rất là đẹp các bạn nha. Đó, bắp rất là đẹp. À, anh em phun rất là nhiều người. Thì hôm nay anh em sẽ phun thuốc các bạn nha. Thì mời các bạn xem anh em chúng tôi phun thuốc như thế nào nha. Rồi, xin mời các bạn. Bắp đây các bạn này, này bắp này. Cỏ rất là nhiều. Thì anh em sẽ phun thuốc giết cỏ để bắp cho nó tốt các bạn nha. Đây, bắp này mới trồng 15 ngày các bạn nha. 15 ngày bắp lên như này rồi đó. Thì bữa trước mình cũng đã quay cho các bạn họ ở đây, thì hồi mình phát cỏ đấy thì mình làm cái video đánh đàn trên rẫy đó các bạn nhá. Rẫy này này, hồi mình làm phát cỏ đây, phát rẫy đây là rẫy của anh Mang Anh, rất là đẹp các bạn nhá. Mình phun thuốc phun chùm lên cái bắp luôn các bạn nhá. Tại vì cái bắp nó biến đổi gen rồi, nó phun thuốc cỏ không chết đâu. Đó, bắp rất là đẹp luôn. Nó đá này, bắp này. Thì anh em làm. Đây, bắp này các bạn ơi. Đó. Mai mốt tốt kinh khủng lắm. Giờ đang cỏ nhiều. Thì anh em phun. Một tuần sau. À, chỗ này là chết cỏ hết sạch luôn. À, chỉ có bắp thôi các bạn nha. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem. Này. À, rải rất là đẹp luôn các bạn nha. Bắp quá đẹp luôn. Anh em phun thuốc. Này, 6 anh em. Trên 1 sẽ tăng. Đây các bạn ơi. Đó. Thì mình sẽ quay cho các bạn anh em mình phun thuốc nha. Phun như thế nào, cách phun thuốc trên cái bắp các bạn nha. Đấy, mình quay hơi bị rung các bạn này, thông cảm nhé. Vì đất đường đi này đá quá. Ok, anh em đang bơm nước trên bình phun thuốc các bạn nha. À, chuẩn bị phun. Xịt cỏ bắp các bạn nha. Xịt chôm lên cái bắp luôn. À, vì bắp là biến đổi gen rồi thì không sao, không sợ chết hết. Càng phun thuốc cỏ nó càng bắp càng tốt luôn. Rồi anh em theo dõi nha. Đó, mình phun thuốc phun lên cái bắp luôn các bạn nha. Đây này. Chết bắp đâu, cái phải thuốc nó biến đổi, cái bắp nó biến đổi gen đâu, không chết được đâu nha. Đó, hay chuyện làm như hồi xưa thì không mấy ai làm được như bắp đâu các bạn. Cúm rồi, tôi bị cúm cái này chết rồi. Đang làm thì tôi sẽ tranh thủ quay tí cho anh em xem cách làm bắp như thế nào. Bắp bao la các bạn nhé, bắp bao la luôn. Đó. Hello, chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với cuộc sống người Mân Âu ở Đắk Nông các bạn nha. Rồi mình sẽ phun thuốc các bạn nha. Hay lắm. Rồi. Rồi 3 tháng thanh niên để phun thuốc, còn lại là nghỉ ngơi các bạn nha. Nhẹ nhàng như lông hồng. Chỉ còn đủ nước này. Đó, bạc 20 cân như bạc 30 tỷ.
อยู่ไหมอยู่แบบบ้าบุญนายพุ่นทุกกับมันเลยตอนโบน่ะสร้างนายพุ่นทุกเฮ็ดหรออันนั้นตือจุดไหนจุดกี่ส่งเฮ็ดหรอกับมันไอ้จุดกี่ส่งเฮ็ดหรออันน่ะมือเจียวในก่อนอิดเนี่ยเท่าคือ đám này không đủ nước các bạn nhé. Để thanh niên nó làm mình quay phim. Đấy, phun thuốc giết cỏ cho bắp. Đây các bạn này. Đấy. Ba người đang phun thuốc. Quay cho các bạn xem. Phun thuốc bắp như thế nào, cách chăm sóc bắp năm 2021 này các bạn nhé. Phun trôm lên cái bắp luôn, phun cỏ. Một tuần sau thì cái cỏ nào còn làm bắp không? Anh Đức các bạn nhé, mọi người đang phun thuốc này. Quay cho các bạn xem cái tí nhé. Thế nào nhỉ? Các bạn có ý kiến thì cứ bình luận cho mình nhé. Thì góp ý kiến cách làm nông ở quê hương của mình, như là ở Đắk Nông của bạn nhé. Thì anh em mà đất là đá không các bạn thì làm bắp. Hết nước rồi các bạn ơi. Rồi ok các bạn nhé. Và hôm nay là ngày của ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong hôm nay. Sẽ ngày mai sang để ngày khác các bạn nhé. Xin mời các bạn theo dõi ngày mai tiếp theo nhé. Rồi xin lại chào các bạn nhé. Hẹn các bạn ngày mai. Tăng tăng. Hết nước rồi.